Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phục vụ lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn vừa ban hành công văn về việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện. Theo đó, từ 15 giờ ngày 26 tháng 4 đến khi kết thúc lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, cấm tất cả các loại phương tiện xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe điện và các loại xe tương tự tại đoạn đường Ngô Trân Lưu từ nhà hàng Trang Nguyên đến nút giao với đường Lạc Long Quân toàn bộ tuyến đường lạc Long Quân, đoạn đường Lưu Văn Yên từ khách sạn Ba H, phường Hải Hòa đến nút giao với đường lạc Long Quân, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn giao Công an thị xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện nội dung nêu trên, hướng dẫn cho người dân hướng di chuyển và dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định.